Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đọc các cái điện trở dán. Một trong những cái linh kiện mà được sử dụng rất nhiều trong các cái bo mạch điện tử hiện nay. Vì ngày xưa ấy thì các cái bo mạch người ta hay sử dụng các cái điện trở nó to như này các bạn này, đây. Thì cái này nó gọi là điện trở vạch màu. Bây giờ nó cũng dùng nhưng mà chỉ dùng các cái điện trở mà công suất thì nó hay sử dụng các điện trở như này. Còn lại thì đa số các cái bo mạch nhỏ như này các bạn này, nó cũng đều sử dụng các cái điện trở dán. Và trị số của nó được viết bằng số ở trên bo như này. Đấy, thì nhiều bạn là cũng không biết cách đọc các cái trị số của nó. Cầm một cái bo như này có rất nhiều con điện trở. Đây các bạn nhìn một cái bo nhỏ như này nó có khoảng độ 50 con điện trở. Đây có các cái số ở trên như thế này. Thế đối với các cái điện trở dán này, nó thông thường nha các bạn nhá, thì nó có 3 số hoặc là 4 số. Đây như các bạn nhìn này. Đây các cái số này nó là 512 này. Mình đọc ngược đây các cái số này. Đây số này số 512 các bạn này. Bên cạnh của nó đây cái số này. Đấy số này. Số này là 1212 các bạn này. Đấy. Đây số 512 nhá. Đấy. Đây số 2203 này. Đây 102. Đấy thì hầu hết là nó có dạng là hai kiểu số như vậy, một kiểu là 4 số, một kiểu là 3 số. Đấy, khi gặp cái điện trở này thì đầu tiên là nếu như nó là 3 số các bạn nhé. Ví dụ như là 102 là 3 số đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy hai số đầu là giá trị, tức là lấy nguyên cái số hai số đầu nhá. Còn cái số thứ ba, chính là cái số 2 này này, nó sẽ là hệ số nhân, tức là số mũ của 10 nhân ở phía đằng sau. Thì nói như này cho nhanh này, các bạn lấy hai cái số đầu là số 10. Còn cái số 2 đằng sau chúng ta thêm hẳn hai số 0 vào đằng sau. Đấy là đối với loại 3 số nhá. Thì cái số thứ ba chính là cái số 0 thêm vào đằng sau. Thì như cái con 102 này thì chúng ta sẽ đọc nó là 10 thêm hai số 0 nữa, tức là 1000. Đấy, tức là con này nó là 1K các bạn này. Đấy, 10 nhân với 2 số 0 nữa, tức là nó rơi vào là 1000 các bạn này, là 1K nhá. Đấy, thế còn con 203 này là con, đấy, 20 nhân với 3 số 0 đằng sau là 20000. Đấy. À, con này 1K, con này là 20K. Đấy. Và còn con 203 này nó cũng là con 20K các bạn. 20 3 số 0 đằng sau đúng không ạ? Là 20000, tương ứng với cả 20K. Còn con 4 số các bạn nhé. Thì ở đây 4 số trên bo đây. 4 số nó có con, nó có con 1212 ở đây. Đây các bạn này, nó có con này zoom nhỏ. Đấy, nó có con 1212 các bạn đây này. 1212 đây các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ lấy 3 số đầu tiên làm giá trị. Đấy, 3 số đầu tiên có nghĩa là 121 đúng không ạ? Còn số 2 cuối cùng thì nó là hai số 0. Chúng ta thêm vào hai số 0 đằng sau, tức là 12100. Nó tương ứng với quả 12,1K. Đấy, đấy là con 4 số các bạn nhá. Đấy. Thì thông thường nó chỉ có hai cái loại như vậy là nó dùng nhiều nhất. Bây giờ thì nó có thêm một số cái kiểu gọi là AR như cả ví dụ cái con 3 số này chẳng hạn, mà nó có một cái số gạch ở giữa. Số gạch ở giữa chính là cái dấu phẩy các bạn nhé. Ví dụ như gạch 0 ở đây thì nó là 1,2 ohm đấy. Hoặc là nó có chữ R ở đây, R ở giữa này, thì cái R đấy nó chính là cái số thập phân, tức là 1,2. Đấy là các cái chú ý mà để chúng ta đọc các cái giá trị của điện trở dán mà nó có số ở trên các bạn nhé. Thì cái số này nó rất nhỏ, thường các cái đồng chí thợ
về bo mạch thì hay dùng kính núp để mà phóng nó lên. Đấy, mình thì không có kính núp nên là mình hay dùng điện thoại để mình zoom. Đây các bạn. Đấy, cho điện thoại vào thì nó sẽ cũng nét. Đấy. Thì cách đọc nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta cứ lấy cái số cuối cùng làm các cái số 0 để thêm về đằng sau của hai hay là ba số đằng trước. Đấy. Thì cái loại điện, cái loại này nó dùng rất nhiều trong bo các bạn nhé. Thì cầm bo là chúng ta đọc được ngay giá trị của các con điện trở rất nhỏ như thế này. Thì hôm nay chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn có thể chém gió thôi. Cầm cái bo đọc, à con này 100k, con này 50k. Đấy, những người không biết thì thấy mình rất nguy hiểm. Đúng không ạ? Thì chúc các bạn vui vẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay có thể like hoặc là share video để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video khác.